Báo cáo anh Trung ở Mê Linh là đây là chiếc khung gương của nhà anh nhá. Hôm nay là buổi sáng ngày 24 tháng 8 năm 2018. Hiện nay là đang phải nhờ là 4 lực sĩ đang đứng giữ đây để hơi ngửa ra một tí. 4 lực sĩ này không cần lời cảm ơn, chỉ cần tiền cho đấy. Mỗi người 50 là được. Bê hộ là không cần cảm ơn, chỉ cần tiền thế này. Đấy, tuyên bố rất rõ người Phú Xuyên là mọi cái rất rành mạch. Toàn người thực dụng hết đúng không ạ? Người Phú Xuyên. Đấy, báo cáo quý vị là hiện nay sau khi chiếc này sắp chuyển cho anh Trung ở Mê Linh thì ở xưởng Đức Hiền vẫn đang còn một chiếc nữa. Toàn bộ cái này là khổ của nó là 1m53 x 2m15. Và giá là 20 triệu. Đây. Cái phần hoa văn chính ở đây. Hoa văn. Cái này cháu đứng giữ đến tối cũng được, mỗi tiếng trả cháu 50 nghìn thôi. Thế mà vẫn đứng đi sáng mai thì chết đi chị. Đứng đi sáng mai vẫn đứng được chú ạ. Có công giờ để kiếm thôi thì cháu